đang kinh doanh phòng karaoke nhưng khách hàng cứ phàn nàn khi hát có bị hụt hơi, đuối sức, làm lượng khách ngày càng thưa dần đi. Làm sao khi đã thuê nhân viên kỹ thuật điều chỉnh rồi nhưng vẫn không ăn thua gì? Hay về karaoke âm thanh tại gia của nhà mình đã mua được chiếc mixer rồi nhưng không biết mua thêm thiết bị gì thêm để âm thanh trở nên chuyên nghiệp như các quán karaoke hiện tại bây giờ? Này, đã có chiếc mic karaoke tầm trung DF Audio RMA 4003 này biến dàn karaoke trở nên cao cấp, đem lại cảm giác hào hứng khi khách hàng đến hát karaoke tại quán mình, thở phào nhẹ nhõm khi quán mình đã đông khách trở lại và doanh thu hàng ngày cũng nhiều hơn so với những ngày trước. Và lý do vì sao nên chọn chiếc mic karaoke tầm trung DF Audio 4003 này? Truyền tải được mọi thể loại nhạc, nhịp đen, remix, trong thanh sôi động, nhạc trữ tình thì trong thanh sâu lắng, tràn đầy cảm xúc. Dù khách hát ở thể loại nhạc nào cũng vẫn hay, hoạt động ổn định ở cường độ cao, hạn chế tối đa tình trạng hỏng hóc, giúp mình tiết kiệm được một khoản khá lớn về chi phí bảo trì, tự động cân bằng giọng hát, tạo cảm giác kích thích cho khách hàng. Khi hát kỹ năng cao trào, nhạc khúc mà không bị hơi hay đuối sức, trang bị hoặc tản nhiệt tự động, giúp thiết bị hoạt động trong một thời gian dài. Giá của sản phẩm là 9 triệu đồng, bảo hành 12 tháng.